Đại Bồ Tát ấy nếu bị đủ các thứ lời ác nhục mạ hoặc bị các loại dao gậy gia hại thì nên tư duy chín chắn so lường quán sát là ai nhục mạ, ai gia hại, ai thọ mạ nhục, ai thọ gia hại, ai khởi sân hận, ai nên nhẫn chịu, lại nên quán sát tất cả pháp tánh đều rốt ráo không. Pháp còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có pháp tánh còn chẳng có, huống là có hữu tình. Khi quán sát như thế, thì hoặc năng nhục mạ, hoặc bị nhục mạ, hoặc năng gia hại, hoặc bị gia hại, đều chẳng thấy có, cho đến bị cắt xẻo thân thể ra từng phần, tâm vẫn an nhẫn, hoàn toàn không có niệm nào khác. Đối với các pháp tánh quán sát như thế, thì có khả năng chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? Đó là khiến cho phiền não rốt ráo chẳng sanh, và quán các pháp rốt ráo chẳng khởi, trí tuệ vi diệu thường không gián đoạn. Như vậy gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong hai pháp nhẫn như thế thì mau có thể viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cũng có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, cũng có thể viên mãn pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng có thể viên mãn chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, cũng có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có thể viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Đại Bồ Tát ấy an trụ các Phật Pháp như thế rồi, đối với bậc thánh vô lậu xuất thế, chẳng cùng tất cả thanh văn, độc giác, thần thông đều được tự tại. An trụ thần thông thủ thắng như thế rồi, Đại Bồ Tát ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, thường thấy chư Phật hiện tại, trong vô biên thế giới khắp mười phương an ổn trụ trì, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh Pháp,